Chào các bạn, Nghĩa vừa mới từ bệnh viện tim thành phố trở về. Hôm nay thì Nghĩa đến bệnh viện tim để hỗ trợ cho cái hoàn cảnh của bé Hoàng Minh là 3 tháng rưỡi về cái việc bé mổ tim. Thì hôm qua Nghĩa có chia sẻ trên Facebook của mình về cái hoàn cảnh của bé, thì sau đó Nghĩa nhận được cũng khá nhiều cái sự đóng góp của tất cả mọi người, cho nên là ngày hôm nay Nghĩa vào tận nơi để Nghĩa đóng tiền viện phí cho gia đình. Tổng số tiền mà tài khoản vui của chúng ta trao cho gia đình của bé là 97 triệu đồng. Bây giờ thì Nghĩa sẽ mời các bạn xem lại một vài hình ảnh, chỉ một vài hình ảnh thôi. Trong lúc mà Nghĩa vào bệnh viện á, Nghĩa có quay hình gia đình bé một tí cũng như là một số chia sẻ của Nghĩa, thì hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu hơn về cái việc làm lần này của tài khoản ăn vui của chúng ta nha. Bởi vì ban đầu Nghĩa không có dự định là Nghĩa sẽ quay thành một clip để Nghĩa chia sẻ cho mọi người, nhưng mà rồi sau đó Nghĩa nghĩ rằng Nghĩa cũng có một cái ý định, cho nên là Nghĩa muốn quay một số hình ảnh để nói cho mọi người hiểu hơn về cái việc làm ngày hôm nay của tài khoản ăn vui. Mời mọi người xem nha, rồi sau đó Nghĩa sẽ tiếp tục trò chuyện với mọi người về cái việc này. Cậu bé kháu khỉnh này là bé Nguyễn Hoàng Minh, 3 tháng tuổi rưỡi. Đây là hoàn cảnh mà ngày hôm qua Nghĩa đã chia sẻ trên Facebook của mình nhằm kêu gọi mọi người cùng đóng góp để ủng hộ cho bé có chi phí mà phẫu thuật tim. Được sự đóng góp của mọi người, trưa nay ngày 19 tháng 3 năm 2021, Nghĩa đã vào viện tim thành phố để gặp trực tiếp gia đình của bé cũng như là để hỏi thăm bác sĩ về tình hình sức khỏe của bé. Này bé Hoàng Minh, trời ơi cái mặt cưng thiệt cưng luôn nè. Con năm nay là 4 tháng rồi phải không? Dạ. Trời ơi, cười cái cười cái. Trời ơi, có quen tôi không mà cười vậy? Tức là hiện nay là bé đang bị tim gì em? Dạ, hẹp eo động mạch chủ. Hẹp eo động mạch chủ. Thiểu sản khung động mạch chủ. Cái gì nữa? Thiểu sản khung động mạch chủ. Hở van 2 lá. Hở van 2 lá, hở van 3 lá. Rồi bây giờ mình mổ là mình mổ như thế nào cho bé? Dạ, mổ à hả. À đây gặp bé Hoàng Minh rất là cưng luôn. Trời ơi cái mặt đẹp trai hết sảy luôn nha con nha. Còn đây là cái tờ mà cái tờ này là giấy báo chi phí mổ. Thì chi phí mổ là 73.897.000 đồng. Rồi chi phí sau mổ là khoảng 20 triệu nữa. Đó, bây giờ vô gặp bác sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Đại Nghĩa cùng với tài khoản ăn vui của mình vào trong viện tim thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho gia đình của bé Hoàng Minh. Như ngày hôm qua Nghĩa đã có chia sẻ với mọi người đó, thì đây là em Hiền. Em Hiền là ba của bé Hồ. Em là Hồ, vợ là Hiền đúng không? Chồng tên là Hồ, vợ tên là Hiền, Hiền Hồ đó. Hai vợ chồng là ba mẹ của bé Hoàng Minh. Thì ngày hôm qua Nghĩa nhận được cái thông tin của bé là cần phải mổ tim gấp, cho nên là Nghĩa đã có đăng một cái tin để chia sẻ với mọi người, và sau đó cũng đã có rất là nhiều bạn bè gần xa để đóng góp vào để hỗ trợ cho bé Minh. Thì ngày hôm nay Nghĩa trực tiếp vào viện để gặp bé. Bé mới ngồi đây nè mà bị gì khóc quá, mẹ bồng ra ngoài rồi, con đang bú sữa, giờ này buổi trưa cho nên là bé hơi quấy xíu đó. Thì đây là cái số tiền mà bệnh viện báo ha, là 97.897.000 đồng. 73.897.000 đồng, cái số tiền mà chi phí để cho ca mổ là 73.897.000 đồng ha, và chi phí sau mổ là 20 triệu đồng. Thì hồi nãy Nghĩa có vào Nghĩa trò chuyện với bác sĩ để hỏi thăm tình hình của bé như thế nào, thì Nghĩa xin nói rõ hơn một tí. Tức là bé lúc trước là có làm bên một bệnh viện nhi đồng đúng không em? Dạ. Cái rồi sau đó mới chuyển qua bệnh viện tim. Thì bây giờ cái ca mổ này là bé phải thứ nhất là để chỉnh sửa cái ống mà đã đặt vào trước đó, cái động mạch chủ. Dạ. Rồi sau đó nếu mà thấy không được thì bác sĩ sẽ phải thay một cái mới luôn vào cho bé. Và cái việc này đó nó sẽ giúp cho bé đến khi mà bé lớn lớn một tí, thì đến lúc khi mà lớn lên cơ thể phát triển hơn thì có thể là cái ống đó nó sẽ không còn vừa nữa, thì lúc đó sẽ lại phải có thêm một cái ca mổ khác. Nhưng mà bác sĩ nói rằng đó là cái thời gian tương lai, cho nên là còn từ từ mình tính tiếp. Còn bây giờ ở trong cái tình hình hiện tại thì cần phải mổ gấp cho bé. Mà hồi nãy nghe hai vợ chồng nói rằng bé rất là nhiều bệnh. Dạ. Là cái gì nữa em? Nó bị lệch động mạch chủ. Lệch động mạch chủ. Dạ, nó bị hẹp quanh 2 lá. Hẹp van 2 lá. Hở van 3 lá. Hở van 3 lá. Trước là bên dây đồng mà nó còn bị phổi nữa, phổi bị nhiễm nặng. Phổi bị nhiễm nữa. Rất là nhiều bệnh, nhưng mà chúng ta hỗ trợ một cái ca mổ lớn cho bé, đó là cái ca mổ tim. Thì vừa rồi Nghĩa có xuống dưới cái phòng đóng tiền á, để đóng tiền. Tổng số tiền sẽ là
93.897.000 đồng, thì trong đó 20 triệu là chi phí sau mổ. Nghĩa có hỏi bác sĩ là chi phí này là như thế nào, thì bác sĩ mới nói rằng là sau mổ chắc chắn là không thể nào về nhà được liền mà phải tiếp tục ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa để theo dõi. Thì cái khoản tiền này là cái khoản tiền cho bé nằm lại bệnh viện sau khi mổ, và nếu như mà bé khỏe mạnh được xuất viện về sớm, ít thuốc thang, thì cái tiền còn dư lại bệnh viện sẽ trả lại cho gia đình. Còn nếu không, nếu còn thiếu nữa đó thì lúc đó chắc là gia đình sẽ phải đóng tiền thêm. Mà hôm qua anh có nghe nói là vợ chồng đang định đi mượn tiền ở đâu đúng không? Dạ, định vay ngân hàng trên mạng. Định vay vay ngân hàng trên mạng á hả? FE luôn á. À, và định vay khoảng bao nhiêu? Dạ, mình không vay, chứ không vay là 30 mấy triệu. Định vay khoảng 30 mấy, cho nên hôm qua anh ấy chia sẻ là chúng ta cần khoảng số tiền là 60. Nhưng mà rồi sau đó nghĩ nhận được nhiều sự đóng góp của mọi người, và nghĩ biết rằng là hai vợ chồng phải tính vay tiền, cho nên là cái đó thôi, thay vì phải vay tiền rồi sau đó phải làm trả nợ rồi tiền lời tiền lãi nên cái rất là phức tạp, cho nên là Nghĩa mới hỗ trợ hết luôn cái khoản tiền đóng cho trọn vẹn cái ca mổ này là 93 triệu mấy đó, 93.897.000 đồng. Thì đó, trong đó có 20 triệu là xem như là hỗ trợ cho gia đình để sau mổ ha. Rồi nếu như mà sau này, sau cái số tiền đó mà vẫn còn thiếu thốn khó khăn, thì lúc đó nếu như mà mình vẫn còn gặp nhau, vẫn còn duyên, anh nói vậy thôi chứ chắc là sẽ còn, mà vẫn còn sẽ phải thăm hỏi tình hình của bé, thì lúc đó anh sẽ coi tình hình của bên anh như thế nào để hỗ trợ thêm. Và ở đây, đây Nghĩa có làm sẵn một cái bảng, là bởi vì tính là sẽ trao cho tổng cộng là 97 triệu cho em nha. Thì hồi nãy đóng hết 93 triệu mấy rồi đó, 93 triệu mấy, thì ở đây còn lại 1, 2, 2 rưỡi, 26, 27, 28, 28, 3, 31, 3 triệu 103 ngàn. Đó, thì ở đây còn lại số tiền là 3 triệu mấy nè, anh gửi lại cho gia đình luôn nha. Xem như là tài khoản An Vui của chúng ta hỗ trợ trước tiên cho gia đình của bé Hoàng Minh á, là 97 triệu các bạn nha. Thì đây là giấy tờ đóng tiền, phiếu thu này nọ em giữ lấy nha. Bác sĩ nói rằng là bởi vì đây là cái ca cần phải mổ gấp, cho nên là vừa đóng tiền xong là sẽ lên lịch để cho bé mổ, có thể là vào tuần sau. Và tuần sau là sẽ tiến hành, thì sau đó là các bác sĩ sẽ có những cái thông tin cho phía Đại Nghĩa biết, để mình biết cái tình hình bé mà mình hỗ trợ như thế nào. Thôi thì bây giờ hôm nay là anh thay mặt cho tài khoản Vui, có nghĩa là rất là nhiều người cùng đóng góp để hỗ trợ cho gia đình của mình, thì hy vọng rằng bé sẽ khỏe. Anh nghĩ là bé cũng phước lớn mạng lớn đó. Cũng phước lớn lắm, từ lúc sinh ra giờ nó cũng gặp được chú bác sĩ này. Là cũng là chú thấy nó trong tuần nghiệp gửi bên team kia con nó dùng tình trạng của nó. À, tại vì khi ngày hôm qua khi anh vừa mới chia sẻ hình ảnh lên một tí thì là có rất là nhiều cô chú, bạn bè, anh chị em gần xa, người ta nhìn thấy hình của bé và người ta thấy thương và người ta hỗ trợ, người ta gửi tiền về cho anh, thì anh gửi cho gia đình cái phần này trước, đã hy vọng rằng bé sẽ khỏe mạnh qua khỏi cái bệnh này ha. Rồi hai vợ chồng cố gắng làm việc ha, để lo cho con về sau nữa nha. Rồi bây giờ em muốn nói một lời nào với mọi người hay không? Mặt gia đình em cảm ơn tài khoản An Vui ở bên cái hội của chị Hương, em rất rất nhiều những chị bạn bè của anh đang nhé, đã hỗ trợ kêu gọi, mặc dù là công sức anh là rất là bận, cũng dành cái thời gian nào đó để đến gia đình em, cũng vui với giúp con em vượt qua cái khó khăn này. Rồi không có gì đâu em nha, đây bé ú ngủ rồi, đây 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 cho mọi người coi, con ngủ rồi, nãy con đang bú cái xong con khóc, nhưng mà bây giờ con ngủ ngon lành rồi. Con thấy cưng chưa? Trời ơi, con mới có 3 tháng rưỡi thôi đó các cô chú ơi. Ôi, giấc ngủ thiên thần nha. Trời ơi, đẹp trai quá hết sức luôn, lớn lên làm hot boy con nha. Thôi coi như là hôm nay Nghĩa vào đây Nghĩa hỗ trợ cho gia đình như vậy là xong. Rồi còn mọi việc như thế nào sau đó ra sao thì bệnh viện sẽ có gì sẽ báo lại cho người biết ha. Còn bây giờ thì anh về nha. Ok, chúc cho hai em mạnh khỏe, tiếp tục đi làm để mình nuôi bé nha. Con trai ngoan nha, hôn cục cho chú Nghĩa hôn miếng coi nè. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân gần xa đã đồng hành cùng với tài khoản Vui để hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé vào cái dịp này và cái đợt này ha. Còn bây giờ thì Nghĩa xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye. Cưng quá trời cưng. Kìa con. Đang bú mà tự nhiên lấy cô ta. Xin lỗi. Đang bú mà lấy cô ra, chị tóc phải rồi. Xin lỗi. Con. Xin lỗi. Như mọi người cũng đã thấy,
bé rất là dễ thương. Bé mới 3 tháng rưỡi, gần 4 tháng thôi, nhưng mà có một gương mặt rất là khôi ngô, tuấn tú. Nhưng mà nếu mà mình mới nhìn, mình sẽ không thể nào nghĩ rằng bé còn nhỏ như vậy mà đã mang trong mình rất là nhiều những cái bệnh, mà toàn là những bệnh nặng không thôi. Thì nếu như mà trong cái hoàn cảnh này mà tài khoản An Vui của chúng ta không hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn cho bé. Gia đình thì có nói rằng là cũng chuẩn bị đi mượn, đi vay, và thứ năm tuần sau là người ta sẽ giải ngân. Nhưng mà như mọi người cũng biết mà vay ngân hàng trên mạng á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái sự khó khăn, những cái sự phiền toái về sau. Nhất là khi hai vợ chồng đều làm công nhân may thì cái tiền lương tháng không bao nhiêu cả, mà bây giờ phải gánh trên vai một cái khoản nợ mấy chục triệu đồng thì đối với họ là một cái số tiền rất là lớn. Vì vậy Nghĩa mới nhận lời, Nghĩa hỗ trợ luôn cả cái viện phí lẫn cái chi phí sau phẫu thuật cho bé, tổng cộng tất cả là 97 triệu đồng. Đây là một con số khá lớn mà từ trước đến giờ tài khoản An Vui của chúng ta lần đầu tiên hỗ trợ cho một hoàn cảnh bị bệnh. Chứ từ đó đến giờ thì tài khoản cũng hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh bệnh tật, nhưng mà thường là tầm cái khoảng là 20 triệu đổ lại. Nhưng mà đây là một cái trường hợp nặng, một cái bệnh về tim, mà mổ tim thì cái chi phí nó luôn luôn mắc. Mà nãy Nghĩa có hỏi thăm bác sĩ thì thật ra cái ca này của bé về mặt chi phí nó cũng là ở mức trung bình, với lại một phần là gia đình cũng có bảo hiểm cho nên là được giảm rồi đó. Chứ nếu như mà những cái ca nặng hơn là chi phí phải từ 150 cho đến 300 triệu đồng một ca. Thì từ xưa đến nay tài khoản An Vui của chúng ta chưa bao giờ đi vào cái hướng là hỗ trợ cho những bệnh nhân mổ tim cả. Chúng ta có hỗ trợ mổ mắt rồi, chúng ta có hỗ trợ cho các bệnh nhân các bệnh khác, nhưng mà cái mức bệnh, cái mức chi phí á, nó thấp. Đây là cái ca mổ tim đầu tiên mà tài khoản An Vui của chúng ta hỗ trợ. Cho nên cái điều này nó làm dấy lên trong lòng Nghĩa một cái suy nghĩ, nhất là sau cái đêm hôm qua đó. Cái đêm hôm qua khi mà Nghĩa nhận tin của bé xong thì sau đó mình có một chút đắn đo. Ban đầu là bởi vì mình biết rằng tài khoản An Vui của mình đang làm rất là nhiều những công trình khác nhau, ví dụ như là trồng rừng ở Quảng Trị và Quảng Bình, rồi sắp tới sẽ có trồng một mảng rừng ở Nha Trang, rồi xây nhà chống lũ ở Quảng Bình, mà toàn là những cái công trình mà đòi hỏi một cái chi phí rất là lớn. Vậy bây giờ nếu như mình nhận là mình hỗ trợ thêm cái ca này nữa thì liệu rằng mình có đủ tiền để mình xoay sở cho những cái công trình đang thực hiện, đang thi công kia hay không? Nhưng mà rồi sau đó nghĩ rằng công trình thì nó là công trình, nó là cây cầu, nó là căn nhà, nó là một cái cánh rừng nào đó. Nó có thể nó chờ đợi mình được một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, thậm chí là một năm, hai năm. Nhưng mà với tính mạng của một con người, mà đặc biệt là của một cháu bé, thì đôi khi chỉ tính bằng ngày nếu như chúng ta không kịp thời ra tay hỗ trợ. Vì vậy, sau một lúc đắn đo thì Nghĩa quyết định là mình sẽ hỗ trợ ngay cho cái hoàn cảnh của bé Hoàng Minh này. Thì khi Nghĩa vào, Nghĩa trò chuyện với bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng không phải là vì tôi làm ở cái khoa về tim cho nên tôi mới nói, nhưng mà thật sự khi mà giúp đỡ cho những bệnh nhân về tim hoặc là về mắt, bác sĩ nói vậy nha, chính miệng bác sĩ nói về tim hoặc về mắt, thì đó là những cái việc làm mà nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì khi mà mình cứu lấy một trái tim của một con người thì họ có thể họ tiếp tục họ trưởng thành, họ tiếp tục họ lớn lên và họ khỏe mạnh để họ có thể làm những cái việc có ích cho cuộc sống. Hoặc là khi chúng ta hỗ trợ về mắt cũng vậy, họ có một đôi mắt sáng thì họ sẽ dễ dàng tiếp tục đóng góp cho xã hội. Thì ý của bác sĩ là như thế, thì mình cũng hiểu. Nhưng mà từ đó đến nay mình chưa có nghĩ đến cái việc là mình sẽ làm ở cái mảng này. Cho nên trong cái sự việc lần này á, Nghĩa lại nghĩ đến cái việc là hay là bây giờ chúng ta trong cái giới hạn của mình, trong cái điều kiện cho phép của mình, thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho những bệnh nhân về tim, đặc biệt là các bạn nhỏ. Các bé nó còn quá nhỏ, có những bé mới có mấy tháng như bé Hoàng Minh ngày hôm nay, nó ra đời chưa được bao lâu mà bây giờ nó gánh trên mình những cái bệnh ngặt nghèo như thế, và nó lớn lên với một cái thể trạng yếu đuối, một trái tim mà nó không được khỏe, thì rất là tội thương cho con. Mà nếu như chúng ta hỗ trợ kịp thời như vậy thì con lớn lên với một trái tim khỏe mạnh, thì biết đâu sau này con sẽ trở thành một người tốt, một người có ích, sẽ làm được nhiều việc cho mọi người, cho cộng đồng thì sao? Là bởi vì ngay trong chính cái phòng công tác xã hội, cái chị mà ngồi làm cái việc mà tiếp nhận những cái hồ sơ của những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, sau đó tìm các mạnh thường quân để tài trợ đó, thì chị cũng ngồi, chị kể những câu chuyện mà những bệnh nhân mà đã được chị giới thiệu các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ để mổ tim,
từ lúc còn nhỏ và bây giờ đã là những người trưởng thành, có khi tay bồng tay bế con tới để cảm ơn, và đã có những người thành đạt trong xã hội, thậm chí có những người lên tới học vị giáo sư. Họ đã trở thành một vị giáo sư, họ quay trở lại, họ cảm ơn những cái người mà ngày xưa đã giúp cho họ, tạo cho họ một cái cơ hội, một cái điều kiện để họ được tiếp tục sống. Thì mình nghe những cái câu chuyện đó, mình thấy nó rất là xúc động. Mình thấy rằng đúng là cái việc này nó quá có ý nghĩa. Thật ra cái việc nào chúng ta giúp đỡ người khác nó cũng có ý nghĩa cả. Nhưng mà cái việc mổ tim á, nó liên quan trực tiếp đến cái mạng sống của con người. Trong tích tắc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nào đó, nếu như trái tim của chúng ta nó không còn đập nữa thì chắc chắn mình sẽ không còn tồn tại. Và nếu như chúng ta hỗ trợ kịp thời, trái tim nó vẫn giữ được cái nhịp đập cho mình, thì biết đâu chúng ta sẽ có những con người tuyệt vời trong tương lai thì sao. Vì vậy ngày hôm nay, nhân cái việc mà tài khoản vua của chúng ta hỗ trợ cho bé Hoàng Minh mổ tim, thì Nghi nghĩ rằng đây là cái ca đầu tiên của tài khoản ăn vui, có thể xem như là người bệnh nhân số 1 mà tài khoản ăn vui đã hỗ trợ. Và Nghi hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới, với cái sự đồng hành của tất cả quý vị khán giả Mạnh Thường Quân gần xa, Nghĩa sẽ cố gắng để Nghĩa duy trì cái hoạt động này để hỗ trợ cho những bệnh nhân tim, đặc biệt là dành cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, để chúng ta giúp cho các bé có một cơ hội được sống. Thì Nghĩa hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm được những cái điều tuyệt vời như từ trước đến giờ mà chúng ta vẫn làm cùng nhau các bạn nha. Nghĩa mong rằng những cái lời chia sẻ chân tình từ tận đáy lòng của Nghĩa ngày hôm nay sẽ được các bạn lắng nghe, các bạn thấu hiểu, các bạn cảm thông, để các bạn có thể tiếp tục đồng hành cùng Nghĩa và tài khoản ăn vui trong khoảng thời gian sắp tới. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cảm ơn những người đã lắng nghe câu chuyện của Nghĩa từ đêm qua, đã đồng hành với Nghĩa để chia sẻ những cái phần tiền của mình, dù ít dù nhiều, khi Nghĩa nhận được, Nghĩa đều vô cùng trân quý. Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.